Chào các bạn nhé. Như tiêu đề video ngày hôm nay thì đây là một vấn đề đang có rất nhiều bạn đang mắc phải. Đó chính là khi chúng ta chụp ảnh sau đó đăng lên Facebook thì kết quả là ảnh rất là mờ, nhất là khi zoom lên thì ảnh bị vỡ. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các bạn nguyên nhân vì sao lại như vậy. Và đương nhiên rồi, đã có nguyên nhân thì tất nhiên sẽ có cách khắc phục, đúng không nào? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên khi bạn chụp một bức ảnh thì thường máy sẽ cho ra một tấm ảnh có kích thước lớn khoảng 3000 nhân với lại 4000. Sau khi bạn đăng lên Facebook thì máy chủ của Facebook nó sẽ nhận ảnh của bạn qua đường truyền internet và sau đó thì nó sẽ nén ảnh của bạn nhỏ lại theo tỷ lệ chuẩn của Facebook. Mục đích là để giảm cái dung lượng ảnh của bạn lên máy chủ của Facebook. Như vậy là khi bạn up ảnh lên Facebook mà sẽ có các nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là do đường truyền mạng yếu, cho nên là khi tải ảnh lên máy chủ của Facebook, ảnh bị giảm kích thước, dẫn đến máy chủ Facebook nén ảnh của bạn xuống rất thấp và ảnh của chúng ta sẽ bị mờ. Do vậy là khi up ảnh chúng ta cần có một cái đường truyền internet ổn định. Bạn nên đứng ở chỗ wifi khỏe, nhất là khi chúng ta up nhiều ảnh một lúc. Ở Facebook bạn hãy vào phần menu này, sau đó bạn kéo cuối cùng, bạn vào phần cài đặt và quyền riêng tư nhé. Bạn vào phần cài đặt này, sau đó thì bạn vào phần cài đặt trang cá nhân này, và bạn kéo xuống dưới nó có phần video và ảnh nhé. Ở đây thì bạn hãy bật cái phần tối ưu hóa này để điều chỉnh độ phân giải theo điều kiểu mạng. Nếu mà bạn bật ở phần trình tiết kiệm dữ liệu như thế này thì nó sẽ rất là mờ. Bạn nên để chế độ này như này nhé. Như bạn thấy là ở bên trái thì mình để chế độ ảnh là tối ưu hóa nhé, ảnh rất là đẹp, rất là nét. Còn bên phải thì mình để chế độ trình tiết kiệm dữ liệu. Bạn thấy là ảnh nó bị mờ đi, đúng không ạ? Sau khi bạn làm bước 1 rồi mà vẫn bị mờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với kế sách thứ hai. Chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng là có tên là 1111. Bạn có thể lên App Store, sau đó gõ tên ứng dụng như này, sau đó tải về. Và bạn có thể bật lên là sử dụng và tắt đi sẽ là dừng lại, rất là dễ dùng. Nôm na thì ứng dụng này nó có tác dụng là giả lập cái địa chỉ IP mạng của bạn là ở bên Mỹ. Nó sẽ thay đổi cái máy chủ DNS mạng của mình, giúp mạng của chúng ta có thể truy cập đi nước ngoài nhanh hơn. Vì thế là khi bật lên thì nó sẽ mang ảnh của bạn đến Facebook tốt hơn và nhanh hơn. Và khi chúng ta dùng xong thì bạn hãy tắt nó đi, bởi vì ứng dụng này thì nó chỉ sử dụng tốt với đường truyền mạng đi quốc tế, còn các dịch vụ internet ở trong nước thì nó lại không ổn định lắm. Cho nên là khi sử dụng ứng dụng này chúng ta nên bật tắt tùy theo mục đích sử dụng. Tiếp đến, làm hai cách trên vẫn không được thì bạn hãy kiểm tra xem dữ liệu rác trong ứng dụng Facebook trên iPhone của bạn đang dùng có nặng hay không. Để kiểm tra thì bạn hãy vào phần cài đặt chung, sau đó bạn tìm đến dung lượng iPhone, bạn tìm đến Facebook. Nếu mục tài liệu và dữ liệu Facebook của bạn quá nặng thì bạn hãy lấy mật khẩu Facebook ra, sau đó xóa Facebook đi, tải lại, sau đó đăng nhập lại. Mình thấy có rất nhiều bạn sử dụng Facebook hàng nhiều năm và cái dữ liệu Facebook này nó nặng hàng chục GB. Và nếu dữ liệu Facebook quá nặng sẽ gây chậm lag khi chúng ta sử dụng Facebook, và nó sẽ là một nguyên nhân khi đẩy ảnh của bạn lên máy chủ của Facebook bị gián đoạn và chậm hơn so với bình thường. Và một cái cuối cùng đó chính là chất lượng ảnh chụp của bạn. Trước khi bạn up ảnh ở Facebook mà muốn đẹp thì chúng ta đương nhiên cần phải có một bức ảnh, tấm ảnh chất lượng đẹp trước đã. Vậy thì làm thế nào để có những ảnh chụp chất lượng? Thứ nhất là chúng ta không nên lạm dụng app để chụp ảnh, chỉ nên sử dụng app làm đẹp để chụp ảnh tự sướng bằng cam trước, hoặc là những cái tấm ảnh mà chụp bằng cam sau mà chụp cận mặt như thế này. Bởi vì app nó sẽ làm đẹp khuôn mặt của bạn, giúp bạn tự tin hơn. Nhưng mà đánh đổi lại thì khi chụp bằng app thì nó sẽ ảnh hưởng giảm chất lượng ảnh của bạn đi rất nhiều. Khi bạn chụp ảnh bằng cam sau nhé, thì bạn chỉ sử dụng cam thường để chụp thôi. Bởi vì cam thường ấy, nó chứa đựng rất nhiều những công nghệ, những cái thuật toán thông minh khi chụp ảnh. Càng iPhone đời cao thì nó càng cho ra cái ảnh gốc đẹp nhất, nét nhất. Trước khi chụp ảnh thì bạn nên dùng áo lau nhẹ cái ống kính camera để làm sạch trước khi chụp. Và không nên dán cái mắt bảo vệ cam. Khi chúng ta dán những cái mắt bảo vệ lên cái ống cam thì nó sẽ làm giảm chất lượng ảnh chụp của bạn đi rất nhiều. Nhất là khi bạn dùng 1-2 tuần, bụi nó bám dính vào cái mắt camera thì kết quả ảnh chụp của bạn sẽ cho ra một cái lớp sương mờ. Kính camera của iPhone được làm bằng chất liệu là sapphire nhân tạo, rất là trong và bóng, và nó chống xước rất tốt. Kể cả chụp cam trước thì bạn cũng nên lau sạch trước khi chụp. Bạn nên chọn những tấm dán màn hình loại tốt. Những tấm dán màn hình loại tốt thì nó sẽ có độ trong suốt rất cao. Mặt tấm dán nó rất là bóng và rất trơn. Những tấm dán loại tốt thì bạn sẽ không bao giờ thấy vân tay hay thấy một cái lớp mồ hôi nhằn nhịt ở trên màn hình. Lúc nào thì nó cũng sạch bóng, kể cả tay bạn có chút bẩn mà bám vào thì bạn cũng rất dễ vệ sinh. Hoặc là trong quá trình bạn bỏ vào túi quần thì nó cũng sẽ tự sạch. Và bên mình thì đang dán loại cường lực con voi. Nó là một sản phẩm của hãng WeK. Hãng này thì sản xuất ra một loại là cường lực kinh công này, và một loại cao cấp hơn đó chính là cường lực con voi. Hộp của cường lực con voi thì bằng kim loại, trông rất là xịn sò. Còn cường lực kinh công thì hộp bằng giấy. Giá cường lực con voi thì mình đang dán với giá là 80k, dùng là sướng, màn hình lúc nào nó rất là sạch. Khi bạn chụp ảnh bằng cam thường thì bạn sẽ có một cái ảnh gốc rất là chất lượng.
thì bạn nên sử dụng các ứng dụng chỉnh ảnh chuyên nghiệp không làm giảm chất lượng ảnh của bạn xuống, ví dụ như là Lightroom này, Snapbit này, Pixart này, VSCO này, vân vân. Mình thì hay sử dụng Lightroom để chỉnh ánh sáng này, chỉnh ảnh, chỉnh màu sắc này, và có thể lưu lại các màu sắc sẵn để chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng như thế này. Hay là bạn có thể chỉnh eo thon này, chỉnh bắp tay này, và chỉnh chèn chữ hay chèn typo vào bằng ứng dụng Pixart. Những ứng dụng này thì bạn có thể chỉnh và xuất ảnh ra thoải mái mà không sợ giảm chất lượng hình ảnh xuống. Và mình đã có những video chia sẻ về cách sử dụng các ứng dụng như thế này, bạn có thể tìm hiểu lại nhé. Vắn tắt lại vấn đề, đó chính là khi bạn chụp ảnh tự sướng bằng cam trước thì bạn hãy dùng app làm đẹp để chụp. Còn khi bạn chụp ảnh bằng cam sau, phải dùng cam thường và sau đó hậu kỳ bằng những app chuyên nghiệp để ảnh không bị vỡ. Và tất cả đó chính là những nguyên nhân gây ra vấn đề tại sao khi bạn up ảnh ở Facebook bị mờ. Bạn gặp phải vấn đề nào thì hãy comment bên dưới cho mọi người cùng biết. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc các bạn có những bức ảnh đẹp và đừng quên theo dõi kênh của mình để không bỏ lỡ các video khác nhé. Video